Hôm nay mày đi đâu? Hôm nay mày đi nhỏ vitamin A. Hôm nay mày đi nhỏ vitamin A. Ai bế mày đi? Ngại bế hả? Pập pập đi, mày gọi pập pập gà với ông ngoại nè. Ông ngoại làm này. Mày làm này. Ôi trời, điệu quay mặt chỗ khác. Mày gọi gà pập pập đi. Đúng rồi. Mọi người có nghe mày gọi pập pập không? Đấy, mày gọi pập pập đấy. Mày gọi pập pập đi con. Đúng rồi. Đúng rồi. Gọi pập pập đi. Mày đang đợi xe tới đón đó. Chú Vương lại là chú Vương chở mày đi đó.